Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách dùng máy SVOD version 3 để chép ROM cho IO MEC 1609 của dòng máy Sony MBX237. Đầu tiên, các bạn sẽ dùng một cái đế. Mình tận dụng một cái đế. Đó, mình chỉ cần sử dụng 8 chân giống như một con BIOS bình thường, mà chủ yếu là xài đúng những cái dây tín hiệu 1, 2, 5, 6, một dây mát. Và một dây nguồn 3V3. Như ở dòng máy MX237 thì mình chép con IO nó là chân gầm mẹt 1609, thì vị trí câu dây như hình. Đặc biệt nó có hai chân, các bạn cần lưu ý, đó là chân boot mode thăng. Các bạn thường cái chân đó là nó lấy nguồn EC VCC, cho nên là khi cắm nguồn nó chân đó nó sẽ ở mức cao là 3V, thì mình kéo cái chân đó xuống mát, là hàng cái chân boot mode thăng xuống mát. Còn lại là chân NFW, chân đó thì mình câu một con điện trở khoảng chừng 2 kg qua nguồn 3V. Rồi cái chân còn lại, cái chân tín hiệu còn lại thì mình sẽ câu như hình. Rồi một cái đế như hình như thế này, một cái đế 8 chân. Nếu mình không có thì mình cũng tận dụng một cái đế nào đó, chỉ cần đúng 8 chân như một con BIOS bình thường. Rồi các bạn câu các đường tín hiệu, đường mát và đường nguồn đúng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chép con ROM trong IO 1609. Rồi các bạn cắm cáp kết nối với máy tính. Các bạn sẽ cấp nguồn cho main. Đây, các bạn sẽ cấp nguồn cho main. Và bây giờ mình mở chương trình SVOD lên. Mình chọn vào Mod of RAM để chọn đúng tên con IO mình cần chép là mẹt. Sau đó mình read ID và tiến hành đọc chép giống như chép BIOS bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.